nấu cơm xong à?
Ha ha ha.
chả ăn được. Cháu đang béo như con lợn rồi. Làm gì mà béo mà đã thấy béo luôn nữa. Đây này, con này bắt trứng đây này. Yeah.
Con cũng lười lắm, tính con cũng hay lười vừa kìa. Có tiền ra. Thank you.
Ăn nấu cơm xong rồi. Cơm đi. Mày có trứng à? Đó, thế nhỉ. Có đây trứng. Thank you.